Hôm nay em xúc động nhiều cho nên xin các bác đánh liều một ngày. Trước thời ta để làm quen sau thời dùng được, xin các bác phát cửa và chẳng bỏ tay. Thế thì vẫn cứ như truyền thống về cuộc sống này thu du rồi. Đấy, nên lúc nào cảm vấn đổ lại học như tay du ký phát sau đó. Nếu mà được các bác phát cũng có tay như khen thưởng hạ bài đốt chú lá khô theo kiểu bằng kẹo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin hát bài Đốt Thuốc Lá Cuộc Đời Buồn Lúc Nào Chỉ